Vâng, xin chào quý vị và bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Trước mặt quý vị các bạn đây là mẫu xe Toyota Cross phiên bản 1.8V. Phiên bản này có thể nói là phiên bản bán chạy nhất của dòng Toyota Cross tại thị trường Việt Nam, vì Cross có 3 phiên bản, thì phiên bản G720 với cái option nó là option tiêu chuẩn, chưa có một số option cao như là hệ thống an toàn TSS hay camera 360. Thì với cái phiên bản so với phiên bản điện, phiên bản 1.8V giá 820 triệu thì tiết kiệm so với phiên bản điện chúng ta đến 100 triệu đồng. Và cái hoài nghi về cái động cơ điện tại thị trường Việt Nam thì cũng có nhiều khách hàng khá là hoài nghi khi nó chưa có được cái thời gian vận hành đủ lâu. Chúng ta có lại cái review phản ánh từ phía người dùng. Thì Toyota Cross hiện nay từ lúc mà nó ra mắt, chúng ta chưa hề thấy là chiếc xe này có cái chương trình hỗ trợ khuyến mại. Đa phần các mẫu xe này đều sẽ bán nguyên giá 820 triệu, 720 triệu và 910 triệu cho 3 phiên bản. Với màu trắng thì trắng ngọc trai, quý vị các bạn đang xem trên màn hình đây, thì sẽ đắt hơn 8 triệu so với giá niêm yết. Cái mức giá lăn bánh của chiếc xe này hiện nay đang dao động vào khoảng 805 triệu cho thị trường tỉnh, và đặc biệt là ở Bắc Ninh hay các tỉnh có mức thuế dao động 10%. Vì đây là xe nhập khẩu nguyên chiếc nhé. Màu bán chủ yếu đa phần là trắng, đen, màu xanh xám 1K3 và màu đỏ 3R3. Đây là các mã màu khá là thông dụng. Và với khách hàng vay mua trả góp thì quý khách hàng chuẩn bị tối thiểu giúp em dao động vào khoảng 285 đến gần 300 triệu thì chúng ta sẽ lăn bánh được cái mẫu xe này tại thị trường tỉnh. Với phiên bản rẻ hơn, gầm cao, máy thoáng 720. Đây nhá, Toyota Cross G này. Chúng ta nhìn thấy ngay là cái công nghệ đèn trên này là đèn halogen phản xạ đa hướng, còn trên kia sẽ là đèn full LED. Mặt ca lăng thì cũng sẽ ít chi tiết, mạ chrome hơn. Đi kèm với đó chúng ta sẽ không thấy thanh giá nóc ở trên nhé. Mức giá lăn bánh hiện nay của cái mẫu xe này sẽ dao động vào khoảng 805 triệu. Với màu trắng thì các bác cộng giúp em 8 triệu. Và trả góp thì chúng ta sẽ chuẩn bị tối thiểu dao động vào khoảng hơn 200 đến 230 triệu, 230 triệu đồng. Hiện nay thì với khách hàng quan tâm Cross, có lẽ chúng ta không quan tâm quá nhiều về khuyến mại, mà chỉ là quan tâm xem là ở đâu chúng ta có xe giao sớm nhất. Vì đa phần những mẫu xe này đều là xe ký chờ vào khoảng thời gian từ 2 đến 3 tháng chúng ta mới có thể nhận xe. Quý khách hàng có nhu cầu quan tâm thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua hotline đang đính kèm trên video để nhận được cái thông tin về xe cũng như là cái lịch giao xe sớm nhất. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.